Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình thử thách hai người này, giảm đâu hai người 20 gói. Hello. Mì tôm một đứa nha mọi người nha. Cái này là 20 gói, cái này là 20 gói. Ai thắng thì hai 20 tiền đem về luôn. Ai thua thì 10 ngàn thôi. Cái này là thử dò là giam trời và hai đứa. Mọi người hãy đón xem nha. Hello, cái này là Big TV nha mọi người. Cái này là Bức TV. Hai người này là thành là vợ chồng, mọi người đã xem rồi. Chào người nha. Cái này là chồng nha. Hôm nay chuẩn bị mọi người hãy theo dõi. Làm mì tôm. Thay cây thư. Năm anh em mình ăn được hai mì thôi. Mọi người hãy đón xem nha. Ai thắng, ai thua. Đây là không phải là mì tôm các bạn nha. Chốt vé. Cái này là lang thang. Mình là cái này thôi. Cái kia anh em đó. Họ ta cái này bộ em làm cả bộ. Anh bộ anh thôi. Anh chào mọi người nhá. Mọi người chuẩn bị đòn chèm nha. À thèm quá. Thấy chưa? Ê. Quan. Ăn sao cay quá. Chào tất cả mọi người, hôm nay hai người đây là thành vợ thành chồng. Cái này là ông xã, cái này là ngã luôn. mọi người đây đang chuẩn bị ăn hay là chưa? Ăn luôn. Ăn luôn à? Mọi người xin chào mọi người. Mọi người hello, tiếp chào. Tục theo dõi. Cao. Mọi người theo dõi nha. Cái này là chuẩn bị. Ăn đi. Mời cả nhà ăn nha. Chào mọi người nha. Mời cả nhà ăn ạ. Wow. Mọi người xem nha. Mọi người là nhìn thêm quá. Mình đan đàn hát cho mọi người nghe nha. Mình hát tiếng cho đây cho mọi người nha. Nhưng mà bài này là bài mới nhất. Về trắng màu vàng,
mà xem cho hết nhà, người nào thắng người nào thua. Hôm nay mình làm clip là cho mọi người theo dõi. Ăn từ từ thôi. Mọi người xem cho nha. Ăn từ từ thôi, đừng ăn vội vàng nha, vội vàng thì nó bị đau mọi người ạ. 20 que là không dễ đâu. Nhưng mà bụng mình là ăn. Ăn từ từ thôi. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ là thằng này là bị gục ngà rồi, hôm nay là nó dám chơi lại, cũng là chơi lại.